Tối qua, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc thành phố, tổ chức chương trình kỷ niệm và tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc Việt Nam ngày 18 tháng 1 năm 1950, ngày 18 tháng 1 năm 2024 và chào đón Tết Giáp Thìn 2024. Tham dự chương trình về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, hội, đoàn thể thành phố. Về khách quốc tế, có Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, Động Bích Du, cùng đại diện cơ quan lãnh sự các nước tại thành phố. Đây là hoạt động ngoại giao mang ý nghĩa chính trị quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng trong năm 2024, nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với Trung Quốc, qua đó góp phần vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, 74 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã đạt được những thành quả hợp tác quan trọng, đặt nền móng cho việc xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Trong bối cảnh đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc, như tỉnh Sơn Đông, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Giang Tô, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Hoạt động kỷ niệm lần này là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường đã qua và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, tin tưởng rằng tổng lãnh sự quán trung quốc tại đà nẵng sẽ tiếp tục là cầu nối xúc tiến hiệu quả các chương trình hợp tác giữa đà nẵng và các đối tác của trung quốc góp phần vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam trung quốc